Chào tất cả các bác nhé. Đây thì bây giờ nó buổi chiều rồi, em bắt đầu bắt cái tổ ong ở sau trường này nhé các bác nhé, trường bên kia nhé các bác nhé. Đó. Đây, buổi chiều nay thì ong vẫn đi lại nhưng mà ít hơn lúc trưa nhé các bác nhé. Bắt đầu bây giờ là gần 4:30 rồi. Đấy. Ong đi lại thưa hơn lúc trưa này. Bây giờ là em bắt luôn nhé, thu quân mang về nuôi luôn nhé các bác nhé. Trưa nay thì ở nhà một số đàn nó, hình như là có, em không ở nhà đâu nhưng đấy vào xã điện này, có đàn nó bay nó tấp vào hay sao ấy. Khá là đông, rất là đông, quân nó đậu trên mái chuồng gà rồi. Bây giờ cũng rất sốt ruột, bắt nhanh tổ này để về xem tình hình nào. Sợ nhất là nó lại bay lên rừng nó đậu nữa thì mất hút đàn ong, nó kéo một đàn ong của em mới, nó kéo ra hết nha các bác nhá. Rất là nguy hiểm, mùa này ong nó bay qua thì nó xuống cái khu vực của em thì ong nó nhiều nữa, nó bay đi bay lại nhiều thì ong nó xuống là điều tất nhiên nha các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ bắt cho các bác xem đàn này có đông nhá. Các bác theo dõi video xem ong có đông nhá. Sáng em thấy đi lại rất là đông ở buổi trưa này. Em chưa khép kín rồi, nó vẫn vào bình thường các bác nhé. Đậy cũng chưa thực sự kín lắm. Rất hở nứt này. Ông nó đã thích rồi, nó đã cầm chỗ rồi, nó vẫn cứ vào thôi. Các bác xem nha. Vào đây. Đàn này quá là khủng luôn các bạn. Trời ơi, và thấy nó khủng khiếp. Nó đoán là nó sẽ rất đông mà chết luôn các bạn. Kinh chưa, ngập luôn 1/3 đỏ luôn. Từ mé bên này đây nhá, mấy bên này sang đây là một gang của em nhẹ nhẹ này là 20 nhé, đến kia phải là 30 à. Nó lấp từ bên này sang bên kia còn tràn hết luôn này. Đấy, xong lại bên trên xuống bên dưới đây này, bên trên xuống bên dưới cũng con này vuông ấy. Đây là vào 30 nhé, 60 vuông nhé mà nó chùm hết thế này mà các bác. Các bác thấy tuyệt vời không? Ý giời ơi. Ý bác nhìn giống quả núi không? Quả núi mọc ngược không? Rất là tuyệt vời luôn. Quá là khủng khiếp đàn này. Đỏ này vào, hai đàn như thế này vào vẫn vừa. Đàn này trên dưới 1 cân đấy các bạn. Em đoán không sai vì cái mức độ ong nó đi làm ấy. Rất là khủng khiếp luôn. Đấy, nhìn như này mà xem. Vào tận cảnh như các bác nhá, như một đàn ong khoái luôn, nó khủng khiếp luôn. Ong nó hành quân vào này, các bác thấy chưa, quá là khủng khiếp. Đây là quân nó đi làm chưa về hết đấy các bạn, quá là giá trị đàn ong này. Đấy. Như một quả núi luôn, nó sát xuống bên dưới luôn nha các bác nhé, còn một tí nữa là sát xuống bên thành bên trái và bên thành bên phải nhé. Kín ra luôn. Các bác xem trên góc nè, khủng khiếp thế nào. Bây giờ em sẽ bắt sang đây các bác nhé. Tuyệt vời các bạn. Ui, đã làm sáp rồi các bác ơi. Làm sao to tướng luôn nhé. Thank you.
Ông cần đét các bạn. Cái sáp mà non quá này treo rất dễ vỡ nha các bạn nhé. Nó ong nó bám mà nó nặng, nó vỡ nhanh lắm. Các bác cứ để ý những đàn nào mà nó quạt ở cửa đông thế này, đàn đấy rất đông quân đấy các bác nhé. Này mà nhìn thấy cái nút mà nó quay về đỏ thì tuyệt vời nha các bác, xem chị có thích. Nó phải nửa tiếng nó mới quay vào hết, mà cái lỗ của em cũng rất là rộng nha các bác, lỗ đỏ rất là rộng, nó phải về nó phải đen kịt hết cái khu này. Lấy sáp rồi này. Đây một miếng bé này. Ông đang thi nhau hút mật này. Này còn để 2-3 ngày nữa là có mật nhiều lắm. Để thì sợ người ta lấy thôi. Người ta đây là nhựa trên này người ta thấy. Đó có mật nha các bạn. Những cái sáp non này gắm vào cầu rất khó này. Nó giòn lắm. Xem thích không? Chúa bắt đầu lác đác đẻ. Nó xúc lên khá nhiều nhưng vẫn chưa ăn thua gì cả. Được khoảng lửa đây. Đây con chúa này. Em thấy con chúa nhưng mà đặt máy quay xuống thì nên nó lại bay, không biết nó bay đi đâu rồi, nên nó bay vào rồi. Không kịp tóm nó các bạn. Tóm nó nhàn hơn nhiều, không tóm được. Bên nó bay vào cùng, nó bay lên trên. Kệ nó.
sợ nó bay ra ngoài rồi luôn. Ra ngoài nó bay như tít trên đỉnh nó đậu nữa thì mệt lắm. Nghĩ là nó bay vào bao này. Không kịp túm con chúa. Vừa lấy thì em có đặt thêm một cái đỗ vuông nữa lên trên này nha các bác. Đặt cốc thông, nhưng mà em không quay cho các bác xem. Khu này chắc nó vẫn còn nhiều ong lắm. Ở khi đi thu ong thì đơn giản này thôi các bạn, treo cái dây bao lên và bốc ít ong mà là đổ là nó cũng khóc bay lên. Em muốn tìm chúa thì em bốc. Bốc ong vã mồ hôi mặc áo khoác. Em sợ nhất được con chúa nó bay lên cao đậu lên trên này. Trên này nó kéo đàn lên mệt lắm. Bao quần này một chút nữa thì quay tiếp với bao xem bên trong này cũng còn rất nhiều rồi. Này nó đã chùm hết ra rồi. Bao quần còn lại ra rồi. Lên nhanh. Mấy anh em còn đang từ trưa này đã nhắm hải sản thì đã rủ chiều nay lại đi hộ làm thịt cầy nhắm rồi các bạn. Thịt cầy rừng nhá các bác nhá, không phải là thịt chó hay là thịt mèo gọi là cầy đâu. Thịt cầy rừng thật đấy. Vẫn chưa về được đâu. Mãi ong ve quá. Sợ người ta bắt mất thì phải lấy. Đây, cơ bản nó lên đây. Chúa thì không biết nó vào bao này chưa đây. Hy vọng là nó vào rồi. Chùm chữ ướt cả bao xuống các bạn. Đàn này chắc chắn là có 1 kg trở lên này chắc chắn rồi. Rất là đông quân luôn. Về chắc em phải lấy cầu của đàn khác em viện sang cái đàn này cho nó làm nhanh. Tuyệt vời các bác, rất là đông. Và video của em xin được kết thúc tại đây nhé các bác nhé. Đây các bác thu ong thì chỉ cần mang theo bao, rất đơn giản đấy các bác nhé. Các bác nhớ cho em một nút đăng ký khi xem video nhé các bác nhé. Cho em một like này nhé các bác nhé. Đấy, xoay lên, tăng độ tương tác cho kênh một chút. Và chia sẻ nếu thấy hữu ích cho mọi người nhé các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bác ở những video sau. Đây các bác nhé, đàn này em đút làm 2 bao này, thì gom nốt cái chỗ quân nó đi làm về, thì xích soát cân tư nhé các bác nhé. Trừ đi lửa lạng nữa thì còn cân 3 này, cân 3 rưỡi này, tuyệt vời nha các bác nhé.